chào, con là Nhật Việt, mình là Xuân Tú Kiệt, còn đây là Sunny Hạ Lan. Nó có dặn không? Nó có dặn gì hết hả? Nó đều đi luôn hả? Đúng rồi, có cái pháo luôn hợp tác và giúp đỡ Jin để tập thuộc bài. Ôi, vậy là chương trình có ý đồ muốn tách Sarah và anh Jin khỏi với nhau. Chưa ngủ chưa? Và mùa xuân đến, xuân đến, xuân đến, chim non hồn nhiên ca hát. Và mùa xuân đến, xuân đến, xuân đến, con mây trời xanh mơn ngát. Mùa xuân đến thật rồi, đào mai nở. Hát bài Tết cảm thấy rất là rào rực, muốn đến Tết. Jin cũng giống như cảm xúc của Sunny Hạ Linh vậy, nhưng mà mình có thêm một cảm xúc nhẹ nữa là mình thấy mệt quá. Thấy mệt quá. Đau chân. Cái đau chân nữa. Đây có một cú hơi bị lố. Đó. Mạnh. Hơi mạnh. Mà nãy là dưỡng thương. Dưỡng thương bữa giờ đợt này mình dùng hết sức mình bung lụa với mọi người luôn. Thì mọi người hãy chờ đợi tiết mục của Sunny và Nghi Tân Kiệt trong cái này. Yeah, chúc mừng năm mới. Chào mừng tất cả quý vị khán giả đã quay trở lại với dòng xoay may mắn của Gala Nhạc Việt Tết 2020 cùng với ngày hè. Và đây là dòng xoay của Sunny Hạ Linh cùng với là Nghiêm Tuấn Kiệt. Bây giờ ai quay trước? Sunny trước đi. Cố lên. Chúc bạn may mắn làm sao? Đừng vô đúng rồi. Màu đỏ thắm. Hình như này mình được quay lại không? Mọi người được hai lần luôn. Làm sao nhé? Làm sao nhé? Vô đi. Chuyện cho tôi chúc may mắn đi. Anh nhưng mà tôi sẽ bắt đầu lại đánh sau nè. Ôi, mình vẫn đang thi organic. Xin tặng cho Sunny được. Đúng rồi, tặng cho bạn. Tặng cho chị Sunny. Đó. Xuân này hơn hẳn mấy xuân qua. Phúc lộc đưa nhau đến từng nhà. Vài lời cung chúc tân niên mới. Vạn sự an khang, vạn sự lành. Chúc mừng năm mới.